Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin quay về năm 1998, điều mà Putin sợ hãi nhất. Lệnh trừng phạt của Nga đang đánh mạnh hơn có thể tưởng tượng và có thể tồi tệ hơn nữa của tác giả Steven đã đăng tải trên tờ báo quan trọng của quốc tế. Ông cho rằng những ai đã từng sống ở Nga vào năm 1998 thì hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Một cuộc khủng hoảng vào năm 1998 ở Nga đã kích hoạt sự rút vốn ồ ạt, đồng rút mất giá mạnh, vỡ nợ công, siêu lạm phát và lãi suất tăng mạnh. Sức tàn phá của nó khủng khiếp đến mức danh tiếng tài chính toàn cầu của Nga bị suy sụp. Khủng hoảng tài chính vào năm 1998 ở Nga đã khiến cường quốc này phải quỳ gối. Chính phủ Nga lúc đó cuối cùng đã phải xin Quỹ Tiền tệ Quốc tế viện trợ lương thực vì quá đói. Đây là hình ảnh khủng hoảng tài chính tại Nga vào năm 1998. Những ngày qua, khi các lệnh trừng phạt, cấm vận kinh tế, cấm bay, cấm ngân hàng trung ương Nga dùng hệ thống SWIFT v.v. dẫn đến sự tương đồng nổi bật với những gì đã xuất hiện trong khủng hoảng vào năm 1998. Đồng rúp xuống tới mức thấp kỷ lục, khiến người nước ngoài bắt đầu bán tống, bán tháo nó ở Nga. Từ sáng Chủ nhật tuần trước đã xuất hiện các dòng người dài dằng dặc ở các máy rút tiền tự động của Nga. Các nhà bán lẻ hàng hiệu đón khối lượng khách hàng Nga khổng lồ tràn vào để đổi đồng rúp và họ lấy bất kỳ thứ gì có thể giữ nguyên giá trị của nó, nhằm để giữ tài sản của họ trong lúc đồng rúp mất giá một cách phi mã. Biện pháp tàn khốc nhất mà Nga không ngờ tới là việc đóng băng ít nhất một nửa dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga do các ngân hàng trung ương của các quốc gia hợp tác nắm giữ. Đây là kho tàng chiến tranh mà Nga đã dự định sẽ với kỷ luật tuyệt vời trong nhiều năm chính xác để bảo vệ chống lại các lệnh trừng phạt có thể phương Tây đưa ra khi Putin quyết định xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh dòng người xếp hàng rút tiền tại Nga sau khi nước này gây chiến với Ukraine và xâm lược. Nhưng cũng giống như Nga, dường như đã đánh giá thấp ý chí chiến đấu quân sự của người Ukraine. Họ cũng đánh giá thấp ý chí chiến đấu về mặt tài chính của phương Tây. Không có khả năng sử dụng những nguồn dự trữ ngoại hối đó để hỗ trợ đồng rút, Nga buộc phải sử dụng một loạt các biện pháp tuyệt vọng. Sàn giao dịch chứng khoán ở Moscow đã phải đóng cửa im ỉm vào ngày thứ hai và vẫn chưa mở cửa trở lại cho đến nay. Rốt cuộc, bạn không thể có một thị trường sụp đổ nếu thị trường đó không bao giờ mở cửa. Nga tăng hơn gấp đôi lãi suất ngân hàng trung ương chủ chốt, nâng từ 9,5 lên tới 20% một năm. Điều này có vẻ gây tò mò trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, nhưng khi đồng tiền của bạn rơi vào tình trạng tự do bị rơi xuống, mọi người bán phá giá, bạn cần cung cấp động lực tài chính rất lớn để mọi người nắm giữ nó, bao gồm bằng cách trả lãi suất cao hơn cho số đồng rúp còn lại trong tài khoản tiết kiệm. Lãi suất cao hơn ngay lập tức chuyển sang lãi suất thế chấp cao hơn đối với người Nga bình thường. Điều cuối cùng mà một nền kinh tế trên bờ vực phá sản cũng như các khoản vay tài trợ cho đầu tư kinh doanh, bao gồm việc người dân vay tiền ngân hàng Nga sẽ rất khó, như vậy việc kinh doanh của toàn xã hội sẽ bị teo tóp và sụp đổ. Vì lãi suất cực cao, họ không làm sao có thể sinh lời để trả tiền lãi này. Đây là hình ảnh các ngân hàng hãng quốc tế lớn lần lượt rút khỏi nước Nga. Đây là bài toán hóc búa mà nước Nga phải đối mặt khi nước này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính với ít nhất một bàn tay bị phương Tây trói sau lưng. Nga cũng cấm người Nga mua tài sản Nga từ người nước ngoài để ngăn người nước ngoài đào thoát khỏi Nga. Nó yêu cầu mọi công ty Nga phải chuyển tới 80% thu nhập từ nước ngoài của mình thành đồng rúp. Về cơ bản là tịch thu đô la nước ngoài để sử dụng thay cho dự trữ ngoại hối bị đóng băng của mình. Và gần đây nhất, đáng lo ngại nhất là Nga đã tạm dừng thanh toán lãi suất đối với khoản nợ chính phủ Nga trị giá 3.000 tỷ rúp, tương đương với 27 tỷ đô la, do người nước ngoài nắm giữ. Một cách khác để nói rằng, chính phủ Nga hiện đang trong tình trạng vỡ nợ. Điều đó chắc chắn rằng Nga sẽ không quay trở lại. Thời điểm kinh tế bây giờ, thiệt hại sẽ là vĩnh viễn và vô cùng lớn.
theo hình thức domino, cái nọ nối tiếp cái kia. Cuối cùng, mỗi động thái của Nga đều nhằm xây dựng lại lượng ngoại tệ nắm giữ bên trong nhà nước Nga. Ngay cả khi bị trừng phạt, Nga vẫn nhận được hàng tỷ đô la mỗi ngày từ các mặt hàng xuất khẩu vẫn được phép xuất khẩu, bao gồm dầu khí, khí đốt, lúa mì. Mục tiêu của Nga là tích trữ số tiền mặt đó và xây dựng lại kho chiến tranh của mình, giúp nước này có nhiều cơ hội hơn để điều động. Do 300 tỷ đô la dự trữ bị đóng băng, việc này sẽ mất nhiều thời gian, trong khi phương Tây đã nỗ lực để miễn trừ khả năng năng lượng khỏi các lệnh trừng phạt. Tính liên kết của thị trường tài chính toàn cầu và những người tham gia lo lắng, sợ vô tình các lệnh trừng phạt đã khiến cho các giao dịch năng lượng bị gián đoạn. Các hợp đồng cung cấp dầu trong tương lai của Nga không bán được, ngay cả khi giảm giá rất mạnh. Những nước trước đây là bạn hàng của Nga cũng chần chừ mua hàng vì sợ bị trừng phạt lây. Đây là hình ảnh Nga đã dùng đồng nhân dân tệ Trung Quốc để giao dịch vì bị cấm vận. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng mà các nhà lãnh đạo phương Tây đang đặt ra lúc này là nền kinh tế Nga và qua đó là người dân và sự lãnh đạo của nó có thể tồn tại được bao lâu nữa? Thật là một điều trớ trêu đáng kinh ngạc là ngay sau khi quân đội Nga bao vây các thành phố của Ukraine, các chính phủ phương Tây đã bao vây nền kinh tế Nga để bảo vệ nó, và dường như nước Nga dần dần tắt thở vì thiếu tiền. Bất chấp mọi thứ mà Nga đã thực hiện để chống lại lệnh trừng phạt cho đến nay, đồng rúp vẫn thấp hơn 26% so với mức giá của nó tuần trước và thấp hơn tới 32% so với mức giá của nó một tháng trước. Và con số này ngày một lớn hơn, đồng rúp ngày một mất giá đi. Có vẻ như để ổn định hệ thống tài chính của mình, Nga sẽ cần các biện pháp hà khắc hơn, chẳng hạn như cấm rút tiền tại ngân hàng và phân bổ, và sẽ còn gây thiệt hại cho nền kinh tế hơn cả lãi suất 20% và các biện pháp trừng phạt. Liệu mức độ thiệt hại kinh tế này có đủ để khiến Nga thay đổi hướng đi ở Ukraine hay không? Và liệu người Ukraine có thể duy trì đủ lâu để chi phí kinh tế của Nga trở nên không bền vững hay không? Nếu cần thiết, phương Tây có sẵn sàng giảm giá gấp đôi và thực sự đưa vào cuộc chơi bằng cách hạn chế mua dầu và khí đốt của Nga hay không? Đó cũng có thể là cái đinh trong quan tài của Nga, nhưng cũng có thể là gây tổn hại lớn cho nền kinh tế châu Âu và toàn cầu. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Tuy nhiên, cuộc chiến xâm lược Ukraine của Putin rõ ràng là không có kế hoạch cụ thể, hoặc kế hoạch không thực hiện đến mức luôn bị động và phải sang các phương án luân chuyển bất ngờ. Cách đây ít phút, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor cho biết các lực lượng Nga đã chiếm thành phố Enthoda, nhà máy điện hạt nhân Saporizhzhia và vùng lãnh thổ tiếp giáp với thành phố này vào hôm thứ Hai. Đây là hình ảnh nhà máy điện hạt nhân của Ukraine bị quân Nga bắn phá. Konzakov tuyên bố rằng các tuyên bố và thông tin liên lạc của Zelensky về vụ việc không có gì phải nghi ngờ. Mục đích của việc khiêu khích của chế độ Kiev tại một số cơ sở hạt nhân là một nỗ lực nhằm cáo buộc Nga tạo ra nguồn ô nhiễm phóng xạ. Ông ta nói, các quân nhân của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đang bảo vệ nhà máy điện đã rời khỏi cơ sở và biến mất theo một hướng không xác định trước khi các đơn vị của Nga tiến đến, ông Vervat nói lại. Các cơ sở của nhà ga và vùng lãnh thổ lân cận đã được các nhân viên quân sự Nga bảo vệ. Konashkov tuyên bố rằng các nhân viên kỹ thuật của nhà máy vẫn tiếp tục công việc bình thường trên các cơ sở, nhưng các lực lượng Ukraine đã cố gắng thực hiện một hành động khiêu khích quái dị vào sáng sớm thứ Sáu, tức là khoảng 2 giờ sáng ngày 4 tháng 3, khi họ đang tuần tra khu vực bảo vệ tiếp giáp với nhà máy điện hạt nhân Saporizhzhia. Một đội tuần tra cơ động của lực lượng phòng vệ Nga đã bị một nhóm phá hoại Ukraine tấn công. Konstantinov đã nói như vậy. Và để kích động bắn trả tòa nhà, hỏa lực hạng nặng từ các vũ khí nhỏ đã được đoán vào các vệ binh của Nga từ cửa sổ của một số tầng của khu liên hợp huấn luyện nằm bên ngoài nhà máy điện. Và thật buồn cười khi nói rằng anh đi tuần tra ở trên đất của người ta. Chính phủ Nga thường xuyên và không có bằng chứng khẳng định chính phủ Ukraine đang giản dựng các hành động khiêu khích để kích động các chính phủ phương Tây đáp trả quân sự. Tuy nhiên, tình huống ngày một leo thang khi Nga
đưa những đoàn xe dài vài chục km đổ quân vào Ukraine để quyết đánh phá và chiếm bằng được. Dù thế nào, việc chiếm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu sẽ chỉ khiến NATO và phương Tây thêm quyết tâm thắt lưng buộc bụng để đóng đinh quan tài Putin. Kinh kha của nước Nga đang ở đâu cũng là câu hỏi được đặt ra. Đừng thất bại như kinh kha của Trung Quốc. Kính mời các bạn xem bản tin Nga xâm lược Ukraine, 5 kịch bản kết thúc chiến tranh có thể xảy ra. Tin tức từ chiến trường, nền ngoại giao bị tắt tiếng súng, sự thấu khổ của những người dân bị mất nhà, mất cửa và tất cả đã qua và choáng ngợp khắp nơi trên thế giới. Vì thế, chúng ta hãy chậm rãi nhìn lại trong chốc lát và nhìn nhận cuộc xung đột Ukraine có thể diễn tiếp theo như thế nào. Nhà báo James có bài phân tích, bình luận đưa ra 5 kịch bản kết thúc chiến tranh có thể xảy ra như sau. Thứ nhất là cuộc chiến ngắn ngày. Theo kịch bản này thì Nga sẽ tiếp tục leo thang quân sự, xuất hiện thêm cuộc pháo kích bằng rocket và tên lửa bừa bãi. Không quân Nga vốn có vai trò không nổi trội lắm cho đến nay sẽ tiến hành những cuộc pháo kích hết sức hủy diệt. Đây là hình ảnh, khung cảnh tan hoang tại quảng trường trung tâm thành phố Kharkov vào ngày 11 tháng 3 sau cuộc pháo kích của Nga. Những cuộc tấn công mạng quy mô lớn càn quét qua Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng. Hệ thống cung cấp năng lượng và mạng lưới viễn thông bị cắt đứt. Hàng ngàn thường dân bị thiệt mạng, mặc dù kháng cự kiên cường nhưng Kiev bị thất thủ trong thời gian tính chỉ theo ngày. Một chính quyền bù nhìn thân Nga được lập lên tại Ukraine. Tổng thống Zelensky bị ám sát hoặc bỏ trốn đến miền Tây Ukraine hoặc ra nước ngoài lập lên chính phủ lưu vong. Tổng thống Putin tuyên bố chiến thắng và rút đi một số lực lượng, chỉ duy trì đủ lực lượng để kiểm soát. Hàng ngàn người tị nạn tiếp tục rời bỏ đất nước và con số có thể lên đến hàng triệu. Ukraine cùng Belarus trở thành những nhà nước chư hầu của Moscow. Kết cục này không phải là không thể xảy ra, nhưng còn phụ thuộc vào một số nhân tố như lực lượng Nga mạnh lên, Nga huy động thêm lực lượng và tinh thần chiến đấu ngoan cường của phía Ukraine bị suy giảm. Tổng thống Nga Putin có thể đạt được mục tiêu thay đổi chế độ của Kiev và đặt dấu chấm hết cho sự hòa nhập với phương Tây của Ukraine. Thế nhưng, bất kỳ chính phủ thân Nga nào cũng sẽ không chính danh và dễ có nguy cơ bị lật đổ. Và kết cục như thế này sẽ là không vội bền vững và khả năng cao sẽ xảy ra cuộc xung đột. Giải pháp thứ hai có thể là cuộc chiến dài hơi. Cuộc chiến tại Ukraine có thể kéo dài, có thể lực lượng Nga sẽ bị sa lầy, gặp khó khăn vì khâu hậu cần, thiếu hiệu quả và tinh thần xuống dốc cùng năng lực lãnh đạo yếu kém. Có lẽ lực lượng Nga cần thêm thời gian để đảm bảo vị thế tại thủ đô Kiev, nơi có các chiến binh phòng vệ chiến đấu ở mọi nơi, sự vây hãm kéo dài. Đây là hình ảnh lực lượng tình nguyện Ukraine. Cuộc giao tranh cũng làm gợi nhớ đến những cuộc chiến kéo dài và tàn bạo của Nga vào năm 1990 nhằm đánh chiếm và phá hủy phần lớn Grozny, thủ phủ của Chechnya. Và thậm chí khu vực lực lượng Nga đã có thể hiện diện một số thành phố của Ukraine thì có lẽ họ phải chật vật để duy trì thể chế kiểm soát. Có lẽ Nga cũng không thể cung cấp đủ binh sĩ cho một quốc gia rộng lớn như vậy. Lực lượng phòng vệ Ukraine chuyển sang nổi dậy hiệu quả, tinh thần dâng cao và được dân chúng hậu thuẫn. Phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược và sau đó có lẽ, sau nhiều năm, có lẽ một thế hệ lãnh đạo mới ở Moscow, lực lượng Nga cuối cùng rời khỏi Ukraine trong thế thua cuộc và đổ máu như những cuộc tiền nhiệm đã rời khỏi Afghanistan vào năm 1989 sau một thập kỷ chiến đấu chống lực lượng nổi dậy theo đạo Hồi. Kịch bản thứ ba là chiến tranh lan ra châu Âu. Cuộc chiến này có thể lan ra khỏi biên giới của Ukraine hay không? Tổng thống Putin có thể tìm cách giành thêm một số phần khác như gửi quân đến các quốc gia Cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũ như Moldova và Georgia. Nó cũng không thuộc NATO hoặc cũng có tính toán sai lầm và leo thang. Ông Putin có thể tuyên bố cung cấp vũ khí đến cho lực lượng Ukraine, một hành động đàn áp có thể gây nên sự đáp trả. Putin cũng có thể đe dọa gửi quân đến các quốc gia vùng Baltic là thành viên của NATO như Lithuania để lập lên một hành lang trên đất liền với thành phố biển Kaliningrad tách biệt của Nga.
Kịch bản này sẽ là một cuộc chiến đầy rủi ro và vô cùng nguy hiểm với NATO. Theo điều số 5 trong hiến chương của NATO, thì một cuộc tấn công nhằm vào một quốc gia thành viên của liên minh quân sự này chính là một cuộc tấn công đối với toàn bộ khối NATO. Đây là hình ảnh tòa thị chính ở thành phố Kharkov vào hôm 1 tháng 3. Thế nhưng Putin có thể chấp nhận rủi ro nếu ông ấy cảm thấy đây là cách duy nhất để cứu vãn vị thế lãnh đạo của mình. Nếu như vậy thì ông ta có thể khiến tình hình leo thang hơn khi phải đối mặt với khả năng bại trận tại Ukraine. Chúng ta cũng hiện biết rằng các nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng phá vỡ những nguyên tắc quốc tế bấy lâu nay. Logic tương tự cũng có thể được áp dụng đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuần này, ông Putin đã ra lệnh đặt lực lượng răn đe hạt nhân vào mức cảnh báo cao. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng điều này có nghĩa là việc Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân là có thể hoặc một nguy cơ tiềm tàng có thể xảy ra. Nhưng đó là một cảnh báo rằng học thuyết của Nga cho phép việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược trên chiến trường, hoặc là giải pháp thứ tư là giải pháp hạt nhân. Mặc cho tất cả có thể đạt được một giải pháp ngoại giao khả dĩ hay không, súng đã nổ nhưng con đường đối thoại vẫn còn rộng mở. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nói, chắc chắn đối thoại sẽ tiếp diễn. Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc điện đàm với ông Putin. Các nhà ngoại giao cho rằng những đề nghị không chính thức đã được chuyển tới Moscow. Và thật ngạc nhiên khi giới chức Nga và Ukraine đã có các cuộc đàm phán ở biên giới Ukraine với Belarus, họ đã có thể không đạt tiến triển nào. Nhưng thông qua việc đồng thuận đàm phán, Putin dường như đã chấp thuận một khả năng ngừng bán thông qua thương lượng. Đây là hình ảnh người biểu tình ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức kêu gọi loại bỏ Nga ra khỏi hệ thống SWIFT. Và câu hỏi chính là liệu phương Tây có thể đưa ra các điều mà các nhà ngoại giao gọi là ngã rẽ hay không? Các nhà ngoại giao nói rằng điều quan trọng là ông Tổng thống Nga Vladimir Putin biết là cần phải làm gì để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm có thể đạt được một thỏa thuận, giữ được thể diện ở mức tối thiểu. Hãy xem xét kịch bản này, chiến tranh cũng không tốt đẹp gì cho Nga. Các lệnh trừng phạt cũng khiến cho Moscow bất ổn. Phe đối lập thì thêm lợi thế khi số lượng thương vong ngày càng tăng. Putin tự hỏi liệu có đang làm điều vượt quá sức của mình hay không. Ông ta đánh giá cuộc chiến kéo dài có thể gây rủi ro cho vị thế cầm quyền hơn là kết thúc trong tủi nhục. Việc Trung Quốc can thiệp gây nên áp lực hòa giải cho Moscow và Trung Quốc có thể cảnh báo sẽ không mua dầu và khí đốt của Nga nếu nước này không giảm leo thang căng thẳng. Vì vậy, Putin bắt đầu tìm một lối thoát mới. Trong khi đó, chính quyền Ukraine xem xét việc quốc gia bị tàn phá và kết luận rằng một sự hòa giải chính trị có thể tốt hơn là tiếp tục tổn thất nhân mạng. Vì thế, các nhà ngoại giao tham gia và đạt được một thỏa thuận, Ukraine thì chấp nhận việc Nga tuyên bố chủ quyền tại Crimea và một số phần của Donbass. Đối ngược lại, Putin chấp nhận nền độc lập của Ukraine và quyền của quốc gia này có mối quan hệ sâu sắc hơn nữa với châu Âu. Điều này có thể dường như không khả thi. Nhưng một kịch bản trỗi lên từ đống tàn tích của cuộc xung đột đẫm máu không phải là không có khả năng xảy ra. Đó là phương án thứ 5, Putin bị lật đổ. Và còn về chính Vladimir Putin thì sao? Khi tiến hành cuộc xâm lược thì ông ta đã tuyên bố rằng chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ kết cục nào. Thế nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với kết cục ông ấy mất quyền lực? Điều này có thể khó mà nghĩ ra được. Thế giới đã thay đổi trong những ngày gần đây và điều này đã được suy tính đến. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giáo sư Lawrence từ Đại học tại London thì viết rằng hiện nay có khả năng sẽ có sự thay đổi chế độ tại Moscow cũng như tại Kiev. Và tại sao ông ấy có thể nói điều này? Có lẽ Putin theo đuổi một cuộc chiến tàn khốc, hàng ngàn binh sĩ Nga đã bỏ mạng. Nga thì thấm đòn từ các lệnh trừng phạt. Putin thì bị mất đi sự ủng hộ của công chúng, có lẽ có nguy cơ với một cuộc cách mạng quần chúng. Ông ấy sử dụng lực lượng an ninh nội bộ để đàn áp phe đối lập. Điều này khiến cho thành viên cấp cao trong giới chính trị, kinh tế và quân sự của Nga cảm thấy chua chát và nổi dậy. Phương Tây nói rõ là Putin phải bị lật đổ và bị thay thế bằng một lãnh đạo ôn hòa hơn. Sau đó thì Nga sẽ được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và các mối quan hệ ngoại giao được phục hồi. Và đã xảy ra cuộc lật đổ đẫm máu ở Điện Kremlin và Putin thất bại. Một lần nữa,
khi lúc này kịch bản này dường như khó xảy ra, nhưng không phải là không thể xảy ra nếu mà những người hưởng lợi từ Putin không còn tin rằng ông ta có thể bảo vệ được lợi ích của họ. Và cuối cùng, chúng ta có thể kết luận rằng những kịch bản ở trên không mang tính loại trừ lẫn nhau, một số có thể kết hợp lại tạo ra kết cục khác nhau. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột diễn ra thì thế giới đã thay đổi và sẽ không quay trở lại hiện trạng như trước. Mối quan hệ giữa Nga và thế giới bên ngoài sẽ khác biệt. Thái độ của châu Âu đối với an ninh sẽ có bước thay đổi rất lớn. Và đối với những người theo chủ nghĩa tự do thì một trật tự thế giới dựa trên luật pháp có lẽ đã trở lại và như ý nghĩa vốn có lúc ban đầu của nó.